Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 7 tháng 5 2020. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài phân tích thời sự Việt Nam và tin tài liệu về vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ trên đại dương. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích về thời sự Việt Nam với bình luận gia Đại Dương và Võ Thành Nhân. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là chương trình chúng tôi tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến Việt Nam, đặc biệt những vấn đề sau năm 1975 cho đến hôm nay, những vấn đề mà nó gọi là tồn động của Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 75 và các giải pháp của nó như thế nào. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với bình luận gia Đại Dương. Trước hết, xin được kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào anh Võ Thành Nhân và những chào quý khán giả. Kính thưa ông, khi mà chúng ta nói cuộc chiến tương tàn suốt 30 năm đã chấm dứt từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà tại sao dân tộc Việt Nam chưa thực hiện được một cái giải pháp hòa giải, hòa hợp dân tộc theo nội dung trong Hiệp định Paris năm 1973? Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Dạ thưa ông. Thưa anh, thứ nhất á, thì chúng ta nên lưu ý một điều là Cộng sản Bắc Việt cũng như là Cộng sản quốc tế thì khi họ ký cái hiệp định, họ tính làm cái hiệp định Paris 1973 là họ dọn đường để họ xua quân vào miền Nam. Điều đó rõ ràng sau khi ký rồi thì cái hiệp định nó coi như vô giá trị. Bởi vì sao? Bởi vì Cộng quân đã xua rất 5 sư đoàn tối tân của nó để đi vào miền Nam và hợp sức với cái quân phiến quân Cộng sản ở miền Nam tấn công toàn diện Việt Nam Cộng hòa. Như vậy thì sau đó thì dĩ nhiên đã đánh sập cái Việt Nam Cộng hòa và chiếm toàn bộ nước Việt Nam. Và như vậy thì họ lại biến ra gọi là cái chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc. Chúng ta nên phân biệt hai điều: hòa hợp, hòa giải dân tộc, hòa giải và hòa giải, hòa hợp dân tộc. Thì hòa giải, hòa hợp dân tộc là nằm ở trong Hiệp định Paris 73. Nhưng mà Cộng sản thì nói là hòa hợp, hòa giải dân tộc. Hòa hợp có nghĩa là anh đi theo, anh phục tùng tôi. Anh phục tùng tôi, chứ giữa anh với tôi không có gì giải quyết. Điều đã chứng tỏ rõ ràng bao nhiêu phe thất trận bị bắt đi bỏ tù. Và như vậy tức là không có thể nào gọi là họ, cái đó gọi là hòa giải được. Mà bắt người ta phải tuân phục mình. Đó là cái khác biệt giữa cái hòa hợp và hòa giải dân tộc. Thì chúng ta đều biết rằng bao giờ cũng vậy, trên thế giới là phe thắng trận mới đủ điều kiện và thẩm quyền hòa giải, chứ không phải là phe bại trận. Phe bại trận lấy cái gì để mà hòa giải? Đó, cái đó sai ở chỗ đó. Nên thí dụ trường hợp của nội chiến Nam Bắc Mỹ chẳng hạn, ông tướng Willis Grant, ông ta cam kết không trả thù binh sĩ miền Nam. Và như vậy tức là mạnh ai mời nó nhà, không có tù tội gì hết. Cái vấn đề đó đã rõ ràng. Rồi ông Tổng thống Abraham Lincoln thì dành một khu trong nghĩa trang quốc gia Arlington cho tử sĩ của quân Nam quân. Là trước đây đó chỉ dành cho Bắc quân mà thôi, nghĩa là những người ở khu vực phía Bắc. Nhưng bây giờ dành như vậy, đó mới là cái chính sách hòa giải. Thứ hai, chúng ta lấy một ví dụ như sau đề nghị thế chiến thì Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức là kẻ bại trận. Nhưng mà người hòa giải phải là Hoa Kỳ chứ không phải là Nhật Bản hoặc Đức. Và Hoa Kỳ đã hòa giải bằng cách viện trợ tất cả và phục hồi cái nền kinh tế của hai nước đó và tổ chức lại một cái chính thể tự do dân chủ, và tất cả cái chế độ quân phiệt đều bị bỏ vào quá khứ hết. Đó mới gọi là hòa giải. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại 30 năm trôi qua rồi, nhà nước Cộng sản vẫn không thay đổi. Chúng ta không thấy một cái điều thay đổi gì gọi là trong chính sách của họ. Vẫn là độc tài, đảng trị, vẫn là tất cả cái chữ đàn áp bất cứ ai mà chống đối điều đó. Nhưng mà chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cái gì? Thực tế từ đó tới giờ mà ông Tổng thống, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông nói cái hồi ông Tâm, ông đến Sài Gòn, ông phất lá cờ đỏ sao vàng, làm cho bọn phản động lưu vong người Việt chống chúng ta rã rời tay chân luôn. Ôi chào, cái đó có phải là để hòa giải hay không? Rõ ràng từ đó tới giờ, qua bao cái thế hệ, cái lãnh đạo Cộng sản, họ vẫn cái đầu óc y chang, không có thay đổi gì. Thứ hai, chúng ta thấy là tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội,
chúng ta coi như thuộc loại học giả đi, thì trả lời phỏng vấn của BBC thì nói rằng những tiếng nói từ hải ngoại phần nhiều đòi cải cách dân chủ theo thế chế Tây phương gây phản cảm, làm chậm đáng kể các bước tiến tự nhiên muốn thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc, cũng là hòa hợp hòa giải dân tộc đó. Như vậy thì chúng ta làm thế nào có thể tin rằng họ, Cộng sản Việt Nam, sẽ hòa giải hòa hợp với tất cả dân tộc Việt Nam? Và nhắc lại một điều cũng hơi lạ là ông cựu viên chức cao cấp của ngoại giao cao cấp của Đảng Cộng sản mới đây cũng trong bài phỏng vấn đó, cho ông tôi nói cái chuyện mà 3-0 của nhà nước đưa ra đó thì chỉ nhà nước thôi chứ hình như là đối với dân chúng người ta không thích. Đấy, thì chúng ta chỉ trích dẫn một cái để thấy rằng chính họ cũng nhìn nhận được vấn đề đó. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là đó là nhưng mà đối với người dân thì sao, người dân hai miền thì sao? Chúng ta nghe nói là người Bắc người Nam nhận họ, người Bắc nhận hàng, nghĩa là người Nam người ta của cái họ hàng mình ở ngoài Bắc bây giờ như thế nào rồi, đến đây mình nhận ông này là chú, ông kia là cô bác, như vậy tất cả nó rất là vui vẻ, không có ai, không có liên quan gì vấn đề về nhà nước ở đó, nó khác biệt giữa người dân. Rồi người Bắc nhận hàng là một được sự tiếp tế, rồi chúng ta coi lại coi hải ngoại này là nuôi bà con ở quốc nội thì đó cũng không phân biệt nữa, thì đó là cái sự hòa giải hòa hợp giữa người. Bởi vì sao? Bởi người Bắc có gì để cho đâu mà hòa giải, thì người Nam có tiền rồi cho rồi hòa giải, hải ngoại bà con trong quốc nội đói rồi hải ngoại mới có thể, đó là cái người thắng trên phương diện nào đó chúng ta nghĩ. Nhưng mà tất cả những người hải ngoại chẳng ai có muốn về sống trong chế độ cộng sản, và điều đó chứng tỏ rằng người dân không ưa chế độ cộng sản. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại rõ ràng như điều chúng ta trình bày từ nãy giờ thì cộng sản không bao giờ hòa giải, vì sợ mất chiếc ghế, hãy hòa giải rồi thì phải đến một cái phần gọi là bầu cử tự do, mà bầu cử tự do thì không có chỗ ngồi cho các cán bộ cộng sản. Trên thực tế trên thế giới đã xảy ra như vậy, thì như thế cho nên là người Việt Nam chúng ta muốn được hòa giải hòa hợp, đầu tiên là phải lật đổ cái chế độ cộng sản đã, và lật đổ như cái dân tộc Đông Âu đã làm. Tại sao Đông Âu làm được mà chúng ta không làm được? Đông Âu làm năm 1989 cũng tay không, họ làm được. Tại sao dân tộc Việt Nam vỗ ngực nó là mình anh hùng mà không làm được? Thì như vậy, điều đó muốn hòa giải hòa hợp dân tộc phải lật đổ được chế độ cộng sản, thưa anh. Dạ thưa kính thưa ông, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thì đất đai của Việt Nam, biển đảo của Việt Nam cứ lần lượt rơi vào tay của Trung Cộng, mà Hà Nội thì vô kế khả thi, khiến cho toàn dân người Việt Nam của chúng ta ở trong cũng giống như ở ngoài nước vô cùng phẫn nộ. Hà Nội còn dò kiện Bắc Kinh ra trước tòa án quốc tế, nhưng mà chúng ta chưa thấy có một cái tiến trình hay kết quả cụ thể nào. Vậy thưa ông, con cháu của người Việt Nam, của tổ tiên Việt Nam, con rồng cháu tiên phải làm gì để mà cứu giống nồi vậy thưa ông? Thưa quý vị, rằng Cộng sản Việt Nam bán nước là cái chuyện rõ ràng. Thí dụ tại Hội nghị Thành Đô năm 1990 thì dẫn tới việc ký hiệp ước biên giới Việt Trung năm 1999, làm mất ải Nam Quan, thác Bản Dốc, đó ai cũng biết. Rồi tiếp đến hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ ký ngày 25 tháng 12 năm 2000 thì làm thiệt thòi cho Việt Nam về nghề cá và trữ lượng dầu hỏa. Còn cái việc mà anh vừa nêu là Việt Nam dọa kiện Trung Quốc, tôi cho đó cái tàu biệt của Cộng sản Việt Nam và tay sai mà thôi. Tại sao? Phí Lục Tân họ có 100 năm về hiểu biết về cái luật quốc tế và tham gia trong cái hệ thống luật quốc tế, mà họ phải thuê cái hãng luật đặc biệt có khả năng về trên luật biển, và ông luật sư nổi tiếng nhất trên thế giới về cái nghề tranh chấp trên biển đảo. Họ phải thuê những người đã đứng ra để kiện, chứ không phải là bên kia đứng tên kiện, nhưng mà những người đó là những người biện minh, những người cãi ở trong tòa án quốc tế. Thì như vậy chúng ta đủ thấy rằng họ, Cộng sản Việt Nam là tay sai và bán nước cho Trung Cộng, không có cái nào có thể bác bỏ được cái điều đó rõ ràng. Như vậy thì Cộng sản bán nước thì dân tộc phải vùng lên và dựa Mỹ để được an toàn. Vì nếu anh một mình anh vùng lên không nổi, anh phải có người đó
và người đó phải là Hoa Kỳ. Một cái thực tế mà tôi nói thí dụ như Đài Loan gần Hoa Lục bị Bắc Kinh coi như là một tỉnh trực thuộc mà chưa dám xâm lăng đó mà. Trong khi đó kể có cái đảo Kim Môn chẳng hạn, cách bờ biển Hạ Môn, cái cách bờ biển của Trung Cộng chỉ có khoảng 2 km thôi mà họ không dám đụng tới. Tại sao? Họ đâu có sợ Đài Loan, nhưng mà họ sợ Hoa Kỳ, cho nên họ không dám đụng. Chứ vậy thì cái gì? Vấn đề chúng ta là phải lật đổ được chế độ Cộng sản, và giải pháp duy nhất là giải pháp duy nhất để bảo vệ tổ quốc và duy trì nòi giống xưa anh. À, kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và Bình Luận Gia Đại Dương đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại Bình Luận Gia Đại Dương vào kỳ tới. Một lần nữa xin được cảm ơn Bình Luận Gia Đại Dương. Cảm ơn anh Nhân và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính thưa quý vị, chương trình Bình Luận Phân Tích Thời Sự Việt Nam đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.